Chiều nay, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đổi mới công nghệ cho hai doanh nghiệp với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh dự và phát biểu chúc mừng. Cụ thể, công ty cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kinh phí hỗ trợ nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị có hàm chứa công nghệ tiên tiến với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng cho dự án máy lốc thép tầm dày 80 mm. Công ty cổ phần công nghệ QCM được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kinh phí hỗ trợ nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị có hàm chứa công nghệ tiên tiến với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng cho dự án chế tạo dây chuyền nướng bánh công nghệ từ trường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, đây là hai doanh nghiệp đầu tiên được hỗ trợ đổi mới công nghệ trong năm 2021. Trước đó, năm 2020, dù trong tình hình kinh tế tăng trưởng âm, nhưng Đà Nẵng vẫn duy trì chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng. Từ năm 2017 đến nay, thành phố đã giải ngân chương trình này trên 6 tỷ 100 triệu đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh khẳng định, những năm trở lại đây, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ luôn được thành phố quan tâm đã đem lại hiệu quả rõ rệt, qua đó giúp doanh nghiệp tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh, góp phần vào sự phát triển của thành phố.